Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường DT741, đoạn qua phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giữa xe khách và hai xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, tài xế Trần Thành Tăng, 33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, điều khiển xe khách loại 9 chỗ, biển số 93F00008, lưu thông trên đường DT741, hướng từ tỉnh Bình Dương đi thành phố Đồng Xoài. Đến ngã ba giao nhau với đường Lê Lợi thuộc phường Tân Đồng, bất ngờ tông vào xe máy do ông Phạm Đức An, 61 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, điều khiển lưu thông phía trước. Cú tông mạnh khiến ông An và xe máy bị văng hàng chục mét ra giữa làn đường ô tô, tử vong tại chỗ. Chiếc xe khách tiếp tục lăn vỉa hè, tông thẳng vào một xe máy dựng bên đường, kéo lê chiếc xe này dưới gầm. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.